Chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Tiếng Tính Quê Hương của Đài Phát Thanh và Truyền hình Bắc Cạn. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin được gửi tới quý vị và các bạn một số bài hát then tại Liên hoan hát then đàn tính toàn quốc lần thứ 5 do các nghệ nhân then tỉnh Cao Bằng biểu diễn. Mời quý vị khán giả cùng theo dõi. Thank you.
sống tại bây giờ nàng. Đức cái cường cái văn rằng đây hướng ngựa tổng chỗ rượt cơn. Lòng ấy là lẽ rượt rồng kia nó là thì thả anh bao hát ca.
cầm từ bô chắc ba la son, cầm từ bô quai ba cà cà tre lúc mòn té óc mà đây giòn. Bà ơi so ớt nhị chi ta chim hà nhị an hương lúc mòn phát bám mó bấy thân phát bám lâm bấy lót. Thong ngài ơi tham mà sân đâu mát đông lầu trao tông lá khẽ hưng sương canh tùng nông bóc tò ông bấu bưa sương canh tùng thâu thua kéo to sương canh tùng già tóm bó tùng to tóm hăng tiếp căn mùng thâu phá tôi là cần bàn tay bàn lạ bó ngư xiên kỳ ra phân lử óc bạc bà mẹ ơi bà tài tàn chính khâu khác chẳng quay lại tàn chính khâu cài bây khó lục te chín má bay tan hình khâu khắc đẹp lại hình khâu khắc đẹp lại hình khâu cài đẹp rồi hình khâu cài đẹp rồi khâu khắc vì không bay khó khâu cài vì chỉ khó bay quay tha thú chỉ lòng tâm vẫn mò tự nhiên là vì tâm chính lo đầy tim vì bo nắm tay kim mà là té tin lâu là bây à theo kim khâu khác âu ngần kim thân bo an bự à tám bo mẹ bác bự bàn già ơi già chú thường tụ bâu văn mày quan mà so tẩu tuổi tài so trái đuôi à già tàu già du khóc khóc vườn xa tàu già du khóc khóc vườn xa tàu già du khóc khóc xa vườn dài tàu già du khóc khóc xa vườn dài vườn dài xa kín nà mà vườn xa lan khắp núi so tàu bấu so đài so tàu bấu so đài so sai bấu so biếu so sai bấu so biếu nhằn ao ngần từ ta phát cần ngần phá phe cầu cầu ba thai thầm cầu ba thân cầu te thai thầm thai ba thân thai te thầm hà văn trái tông thắm mưa tư dục mà te kinh thần vô hà mà chúa bay thân các pháp ba sư lần thì chương trình Tiếng Tính Quê Hương của Đài Phát Thanh và Truyền hình Bắc Cạn xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.